Em trai, em trai thì sao chứ? Sao anh lại ở đây? Tôi đã nói rồi, ở đây không chào đón anh. Em sao thế? Có cần anh giúp gì không? Là chị gái thì sao? Lớn hơn 6 tuổi thì sao? Anh yêu, anh có đồng ý lấy em không? Chị đến giờ dậy rồi. Chị ơi, sao cứ làm phiền chị lúc chị đang ngủ ngon thế? Thôi nào, dậy đi, dậy con ăn sáng. Tôi được rồi, chị biết rồi. Nhanh lên, em đợi bạn ăn nhá. Nào nhanh nào, vào ăn nào. Mày ngoan thế nhở, còn chuẩn bị đồ ăn sáng cho chị nữa. Ngoan gì mà ngoan chứ, hôm qua chị nói chuẩn bị bữa sáng cho người ta, xong rồi chả chuẩn bị, là hôm nay em phải chuẩn bị bữa sáng cho chị đây này. Không biết sau này lấy chồng rồi đối xử với người ta như thế nào nữa. Thế thì chị sẽ không lấy chồng nữa. Này, lấy cho chị một miếng. À, tự nhiên là cắn người ta như trẻ con ấy. Mà chị dỗi cái gì chứ? Em mắng chị. Thôi, đừng dỗi nữa, ăn sáng đi. Lạnh thế nhở? Mà như lúc nãy đi làm, chị không mặc áo khoác. Chị Nhiên. Trời lạnh đấy, chị mặc áo vào đi. Thôi, chị không lạnh đâu, em mặc đi. Nhưng mà em mặc là chị sẽ bị lạnh đấy. Không cần lo cho chị đâu, chị không lạnh. Em sao thế? Có cần anh giúp gì không? Em không sao. Không ổn rồi, để anh đưa em đi viện nhá. Em không sao đâu, em về nhà uống thuốc là đỡ mà. Em trai em đang đợi ở nhà, em phải về. Thôi, thế để anh đưa em về. Vâng. Anh đến đây làm gì? Chị làm sao thế? Đừng đi. Ở lại đây đi mà. Anh cứ ngồi đó đi. Em trai, đừng đi. Hãy ở bên chị. Em trai, chị lại vừa mơ thấy em. Sao lại là anh? Anh vẫn chưa về à? Hình như anh vừa biết một bí mật của em. Anh về đây. Em yên tâm,
Bí mật của em anh sẽ không tiết lộ cho ai cả. Nhưng em hãy nhớ một điều rằng cậu ấy là em của em. Anh dừng lại đã. Cảm ơn anh đã đưa chị tôi về. Nhưng là phiền anh từ lần sau đừng đến nhà tôi nữa. Tôi không chào đón anh. Nhiên ở cùng cậu à? Thì sao? Cô ấy là chị gái tôi, liên quan gì đến anh? Này, có thật cậu chỉ coi cô ấy là chị gái không? Này, cô ấy là chị tôi, anh đừng xía vào chuyện của người khác. Mời anh về. Để em xem nào. May quá, hạ sốt rồi. Từ sau chị nhớ phải giữ gìn sức khỏe nhá. Chị biết rồi. Em ra ngoài đi, chị nghỉ ngơi một tí là khỏe mà. Đây là nước mà chị Nhiên thích uống nhất. Mình sẽ cầm về cho chị. Sao anh lại ở đây? Tôi đã nói rồi, ở đây không chào đón anh. Là chị gọi anh ấy đến. Lát nữa bọn chị ra ngoài ăn. Thế em đi cùng chị. Không được, bọn chị đi riêng. Nhưng mà tại sao chứ? Bởi vì bọn chị yêu nhau, tối nay bọn chị đi hẹn hò. Giờ chị có người chăm sóc rồi, em không cần phải lo lắng cho chị nữa đâu. Em cũng sớm tìm người yêu đi nhá. Nãy em mang anh ra làm bia đỡ đạn cho em à? Không phải đâu, em yêu anh mà. Em nói thật sao? Vâng. Em xin lỗi, em không làm được. Anh hiểu tất cả rồi. Anh không muốn làm bạn trai hờ của em. Thôi để anh đưa em về. Cậu ấy là em trai của em có hiểu không? Em không biết, em không biết nữa. Bố em nhận cậu ấy về nuôi khi em mới chỉ 10 tuổi. Trong mắt người ngoài, em không những hơn cậu ấy 6 tuổi mà em lại còn là chị gái của cậu ấy nữa. Người khác sẽ nghĩ hai người như thế nào? Là chị gái thì sao? Lớn hơn 6 tuổi thì sao? Niềm vui em nhường cho em ấy trước, nỗi buồn em thay em ấy gánh chịu. Chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ à? Hoàng Anh. Chẳng phải chị nó có người khác rồi sao? Chị không cần em nữa. Tối nay em sẽ không về nhà đâu. Em sẽ không làm phiền chị và anh ta nữa. Chị tát em. Chị xin lỗi. Quan tâm đến suy nghĩ của người khác. Thế nhưng cậu ấy thì sao? Liệu cậu ấy có thể chấp nhận chuyện tình cảm này ư?
em mới chỉ 10 tuổi. Trong mắt người ngoài, em không những hơn cậu ấy 6 tuổi mà em lại còn là chị gái của cậu ấy nữa. Trên danh nghĩa, cậu là em trai của cô ấy. Hai người không có tư cách nói lời yêu. Không! Em là em trai của chị. Em trai thì sao chứ?